Ban bí thư, vụ đánh bạc quy mô đặc biệt lớn, liên quan cán bộ công an. Ban bí thư cho rằng, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn. Sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người. Ngày 11 tháng 3, Ban bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan. Báo cáo kết quả điều tra vụ án, tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền. Theo Thông tấn xã Việt Nam, Ban bí thư cho rằng, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm. Liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động, tích cực chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, điều tra vụ án và báo cáo kết quả bước đầu với Ban bí thư. Ban bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan, xử lý nghiêm minh với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật. Trao đổi với Dinh chiều 11 tháng 3, Đại tá Đỗ Văn Hoành, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, nói, vụ án đang được cơ quan công an điều tra. Người đứng đầu Công an tỉnh Phú Thọ từ chối thông tin về những người liên quan và cho biết sẽ cung cấp đến báo chí khi hoàn tất vụ việc. Trước đó, cuối năm 2017, mạng xã hội lan truyền thông tin nghi một số cán bộ công tác và từng công tác tại Bộ Công an có liên quan đến vụ án đánh bạc lớn đang được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra. Trả lời báo chí đầu năm 2018, Trung tướng Trần Đăng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, không đề cập chi tiết vai trò những người liên quan. Ông Yến cho biết, vụ án này xuất phát từ các biện pháp nghiệp vụ của Cơ quan Công an, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ. Trong đó, Bộ Công an đã giao cho Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ phụ trách chỉ đạo trực tiếp. Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an nói, vụ án này đã được khởi tố và đang trong quá trình điều tra. Trung tướng Yến khẳng định, quá trình điều tra nếu phát hiện vấn đề, quan điểm của lãnh đạo Bộ Công an là sẽ xử lý nghiêm. Cho trước kết quả xổ số kiếm hàng trăm triệu đồng. Chính thanh thiếu niên đã kiếm được hàng trăm triệu đồng nhờ vào chiêu lừa cho biết các con số trúng thưởng của kết quả xổ số. Khoảng 21 giờ ngày 30 tháng 1, trinh sát hình sự Công an thành phố Huế bất ngờ ập vào quán internet An 162, Lý Thái Tổ, phường An Hòa, thành phố Huế, bắt giữ 9 thanh thiếu niên tuổi từ 13 đến 19 là nghi phạm gây ra các vụ lừa đảo, bán tiền giả và cho số trúng thưởng. Chiều ngày 1 tháng 2, Công an thành phố Huế cho biết như trên. Những người này gồm Lê Quang Đức, Hồ Hoàng Long, Nguyễn Tấn Trường cùng trú thị xã Hương Trà và Võ Hoàng Vũ, Trần Trung Tính, Lê Viết Công, Phạm Bá Phi Long, Trần Phước Minh Quân, Đặng Văn Trung cùng trú thành phố Huế. Bước đầu họ khai nhận lập nhiều tài khoản Facebook khác nhau và thường xuyên rao bán tiền giả trên mạng xã hội với tỷ lệ 1 tiền thật đổi 10 tiền giả và người mua phải đưa trước 50% tiền thật thì được giao tiền giả đến tận nhà hoặc qua điểm hẹn. Đối với phương thức lừa đảo cho số trúng, nhóm tự xưng là nhân viên các công ty xổ số và biết trước các con số trúng, mỗi lần mua một con số trúng phải đưa trước 1 triệu đồng, số tiền nhóm lừa đảo người dân lên đến hàng trăm triệu đồng. Ông Lê Như Tiến, thành phố Hồ Chí Minh nên tạo cơ chế cho ông Hải tiếp tục làm việc. Ông Đoàn Ngọc Hải không phải là cán bộ, có khuyết điểm về năng lực và phẩm chất, đến mức phải từ chức. Thành phố Hồ Chí Minh nên tạo cơ chế để ông ấy có toàn quyền nhiều hơn để tiếp tục công việc, hoàn thành được nhiệm vụ dọn dẹp vỉa hè. Vào tháng 2 năm 2017, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Ngọc Hải hứa nếu không lấy lại được vỉa hè cho người dân, tôi sẽ cởi áo về giường, chứ không làm theo kiểu đánh trống bỏ dồi để nổi tiếng. Giữ đúng lời hứa. Ngày 8 tháng 1 năm 2018, ông Đoàn Ngọc Hải đã có đơn xin từ chức. Trao đổi với phóng viên xung quanh câu chuyện, ông Hải bất ngờ nộp đơn xin từ chức với lý do không thực hiện được
và kỳ vọng của đồng chí lão thành cách mạng, đại biểu Quốc hội khóa 13, Lê Như Tiến cho biết, tôi từng có một vài lần nói trước diễn đàn Quốc hội là ở nhiều nước có nền lập pháp lâu đời. Họ đã làm rất nhiều. Khi một người nào đó không thực hiện được, hoặc là hứa, nhưng không thực hiện đúng lời hứa của mình trước dân, hoặc cấp có thẩm quyền, thì họ sẵn sàng xin từ chức, để công việc đó cho người khác làm tốt hơn. Cũng giống như bộ trưởng, thành viên chính phủ mà hứa trước Quốc hội, nhưng không thực hiện được, thì ông, bà bộ trưởng ấy, có thể từ chức trước Quốc hội. Còn ở Việt Nam, thì gần như là mới bắt đầu, chúng ta nên khuyến khích động viên, để trở thành văn hóa từ chức, ông Tiến nhấn mạnh. Trở lại với việc ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch quận 1 xin từ chức. Khi không trả lại được vỉa hè cho người dân như đã hứa, ông Lê Như Tiến cho rằng, ông ấy không phải mắc khuyết điểm gì, để mà phải từ chức. Đại biểu Quốc hội khóa 13, Lê Như Tiến rất chia sẻ và đồng thời ủng hộ việc làm của ông Đoàn Ngọc Hải. Đây cũng là tấm gương cho nhiều người, nhiều quan chức đã hứa nhận trách nhiệm nhưng không làm được, không hoàn thành nhưng vẫn tại vị mãi. Rõ ràng trường hợp này ông, nhưng vì nhiều vướng víu chưa xử lý dứt điểm, tình trạng lộn xộn ở vỉa hè, lòng đường ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, do đó ông đã kiên quyết nộp đơn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố, thành ủy xin từ chức. Chúng ta rất chia sẻ và đồng thời ủng hộ việc làm của anh Hải. Đây cũng là tấm gương cho nhiều người, nhiều quan chức đã hứa nhận trách nhiệm nhưng không làm được, không hoàn thành nhưng vẫn tại vị mãi. Ông Tiến nhấn mạnh. Theo ông Tiến, sẽ có hai tình huống xảy ra với ông Hải sau khi quyết định nộp đơn xin từ chức. Thứ nhất, sau khi xem xét đơn, thành ủy, ủy ban bàn bạc và có thể đồng ý ông Hải từ chức, nhằm cho cán bộ của mình giữ đúng lời hứa với dân. Thứ hai, có thể vì chưa tới mức như thế mà do cơ chế nên Ủy ban Nhân dân, thành ủy tạo mọi điều kiện để ông Hải thực hiện được nhiệm vụ. Dù phương án nào thì cũng nên tôn trọng quyết định của ông Hải. Tuy nhiên, tôi ủng hộ và hy vọng thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giải quyết trường hợp anh Hải theo phương án 2. Bởi khi thành phố Hồ Chí Minh tạo cơ chế để anh ấy có toàn quyền nhiều hơn, thì có thể anh ấy vẫn tiếp tục công việc và hoàn thành được nhiệm vụ giải tỏa được lòng đường vỉa hè. Ông Tiến chia sẻ, ông Lê Như Tiến đánh giá, ông Hải không phải là cán bộ có khuyết điểm ở năng lực và phẩm chất đến mức phải từ chức. Việc từ chức của ông Hải có thể có nhiều nguyên nhân, nhiều lý do, trong đó có vướng víu về cơ chế, rồi có thể có nhóm lợi ích nào đó mà họ kiên quyết không thực hiện chủ trương của anh ấy, dẫn đến anh ấy không thực hiện được. Hơn nữa, ông Tiến cũng chỉ ra rằng, vỉa hè lòng đường đô thị đôi khi là nơi mưu sinh của rất nhiều người, họ dựa vào lý do đó để người ta lấn chiếm. Vấn đề này phải động viên người dân cùng chia sẻ và tạo điều kiện đối với anh ấy. Tôi thấy đây là một người tốt, có năng lực, có thể cách triển khai, còn vấp phải những phản ứng trái chiều. Tôi được biết trong quá trình thực thi nhiệm vụ, anh ấy đã từng nhận được cả những tin nhắn đe dọa tính mạng. Do đó, theo tôi, thành phố Hồ Chí Minh nên tạo cơ chế để anh ấy tiếp tục làm việc, ông Tiến nhắc lại một lần nữa. Bổ nhiệm kiểu 5C thì đổ điều đi đâu được. Tại các nhiệm kỳ trước, tôi đã cảnh báo trên diễn đàn Quốc hội về tình trạng bổ nhiệm đề bạt, cắt nhắc, thậm chí cả tuyển dụng, luân chuyển cán bộ theo kiểu 5C, con cháu, các cụ cả hay nam mẹ, tiền tệ, quan hệ, hậu duệ, đồ đệ, rồi mới đến trí tuệ. Nếu bổ nhiệm cán bộ theo kiểu 5C, nam mẹ như vậy, sẽ dẫn đến hệ quả cũng là 5 chữ D, đổ điều đi đâu được, tức là dù họ có làm ăn nát bét ra, cũng không điều đi đâu được cả, thậm chí còn thăng tiến thần tốc. Tôi ví dụ muốn làm được một cái giò thì quy trình phải rất chặt chẽ, giã thịt ra, gói, rồi luộc 8 đến 12 tiếng. Nhưng nếu nguyên liệu đầu vào mà là thịt ôi, thịt thối thì chắc chắn cái giò gói ra cũng là giò ôi thiêu, giò thối. Cho nên đúng quy trình mà đầu vào của quy trình lại đưa người không đủ phẩm chất và năng lực thì dù quy trình đó có đúng thì đầu ra cũng là những người không có năng lực, phẩm chất. Muốn có cán bộ tốt thì khâu lựa chọn đầu vào để bổ nhiệm cán bộ phải đặc biệt coi trọng, lựa chọn kỹ lưỡng. Muốn làm được điều này, trước hết, những cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ phải là người gác gôn cho cấp trên về công tác tổ chức, công tác cán bộ. Mặt khác, người đứng đầu cơ quan tổ chức phải trong sáng và phải lấy công việc, năng lực, phẩm chất của người cán bộ được bổ nhiệm làm thước đo, chứ không phải lấy tiền tệ, hầu duệ, đồ đệ để làm thước đo.
đồng thời các cơ quan chức năng cấp trên của cơ quan đó phải vào cuộc kịp thời để thanh tra, kiểm tra, để ngăn chặn ngay từ sớm những trường hợp bổ nhiệm con cháu người nhà, đặc biệt nếu phát hiện việc bổ nhiệm con cháu người nhà không xứng chức, không đủ tiêu chuẩn thì phải xử lý thật nghiêm minh. Chứ để đến khi vào cấp ban, cấp phòng, cấp sở, thậm chí lên đến cấp lãnh đạo thành phố, lên cả cấp bộ, vào cả trung ương, bộ chính trị mà không ngăn chặn kịp thời thì rõ ràng là công tác cán bộ có điểm rất bất cập. Bên cạnh đó, cần phải chuẩn hóa năng lực, phẩm chất cán bộ bằng tiêu chí cụ thể mà hiệu quả công việc là thước đo, đồng thời bổ nhiệm cán bộ theo hướng thi tuyển, cạnh tranh lành mạnh các vị trí, 4 đến 5 người chọn một chứ không phải giới thiệu một rồi bầu một. Vừa qua, một số cơ quan tổ chức thi cạnh tranh làm rất tốt, 5 đến 6 người chọn lấy một người, hội đồng chấm thi rất khách quan, chứ còn người đứng đầu cơ quan giới thiệu con mình, cháu mình thì thua. Điều này sẽ dẫn đến việc cấp dưới ở đơn vị đó cũng vì lợi ích, vì cái ghế của mình mà nâng đỡ con cháu, người nhà của lãnh đạo, để rồi đến lượt họ thì họ lại được lãnh đạo nâng đỡ.